Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri các huyện Phù Cừ, Kim Động trước kỳ họp thứ 8. Nông dân các địa phương khắc phục thiệt hại, nỗ lực phục hồi sản xuất sau bão. Không chủ quan với dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh. Cần ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập điều khiển mô tô, xe máy phóng nhanh vượt ẩu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng một số sở, ban ngành liên quan. Thời gian qua, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại Hưng Yên được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo, tạo điều kiện và các cấp ủy đảng chuyên môn đồng cấp quan tâm, phối hợp thực hiện. Liên đoàn Lao động tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên cấp tỉnh. 18 trên 18 công đoàn cấp trên cơ sở đã xây dựng kế hoạch cho cả nhiệm kỳ và từng năm. Các hoạt động truyền thông, đổi mới nội dung phương thức phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được triển khai hiệu quả. Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được tổ chức định kỳ thường xuyên với hơn 4.000 lượt cán bộ công đoàn tham gia mỗi năm. Tính đến tháng 8 năm 2024, Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 1.639 công đoàn cơ sở, hơn 172.000 đoàn viên. 7 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh thành lập mới 59 công đoàn cơ sở, phát triển mới hơn 8.700 đoàn viên, trong đó có 7 công đoàn cơ sở khu vực FDI và 51 công đoàn cơ sở trong đơn vị kinh tế tư nhân. Đặc biệt, riêng trong đợt tháng cao điểm vào tháng 7 vừa qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển mới hơn 3.000 đoàn viên, thành lập 18 công đoàn cơ sở và giới thiệu 56 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận những khó khăn vướng mắc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, phân tích nguyên nhân, bàn giải pháp và chia sẻ kinh nghiệm để tháo gỡ khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận biểu dương những kết quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian tới tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thường xuyên rà soát, nắm tình hình lao động trên địa bàn để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên theo từng tháng từng quý. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò, đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên người lao động. Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri các huyện Phù Cừ và Kim Động trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị tiếp xúc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đào Hồng Vận, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Lê Xuân Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng và Nguyễn Hùng Nam, đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, báo cáo giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước. Cử tri các xã Phan Sào Nam, Minh Hoàng, Đoàn Đảo, Minh Tân đã kiến nghị về chính sách hỗ trợ nông dân thiệt hại vì bão lũ, tăng cường biên chế giáo viên trên địa bàn huyện, chế độ ưu đãi cho giáo viên, chi trả tiền lương thông qua chuyển đổi số còn nhiều hạn chế đối với người già, nâng cấp mở rộng quốc lộ 38 đi qua huyện Phù Cừ. Cử tri đề nghị siết chặt hơn nữa luật phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp và đối với các hộ kinh doanh cá thể. Tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Đào Hồng Vận, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định các kiến nghị của cử tri huyện Phù Cừ rất xác đáng, có căn cứ, phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri đối với Quốc hội, chính phủ và cấp ủy chính quyền địa phương. Đồng chí đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đối với các phản ánh kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để báo cáo Quốc hội và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trao 50 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Phù Cừ.
cử tri huyện Kim Động kiến nghị một số các vấn đề về quy hoạch tổng thể vùng bãi, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo phòng chống lụt bão, biện pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng đăng tải thông tin xấu độc, không chính xác trên không gian mạng, cùng một số ý kiến liên quan đến luật đất đai, luật nghĩa vụ quân sự. Tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, trân trọng tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Nhân dịp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 50 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do bão lũ tại một số công ty trên địa bàn huyện Kim Động. Chiều nay, Hội Doanh nghiệp thành phố Hưng Yên tổ chức đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội Doanh nghiệp thành phố Hưng Yên hiện có gần 60 hội viên, chủ yếu là các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hưng Yên, tạo việc làm cho gần 20.000 lao động. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, hoạt động hội đạt kết quả trên nhiều mặt, từ công tác phát triển hội viên, tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số, kế toán, thuế trong doanh nghiệp, cho đến các hoạt động xúc tiến thương mại, xã hội từ thiện. Trong nhiệm kỳ vừa qua, các doanh nghiệp ủng hộ quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động với số tiền trên 5 tỷ đồng. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 35 doanh nghiệp hội viên và bầu lãnh đạo hội. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Doanh nghiệp thành phố Hưng Yên xác định các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và mở rộng hội viên, tăng cường hoạt động đào tạo, tập huấn về quản trị doanh nghiệp, hội nhập quốc tế để từng doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh hơn, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất giữa các hội viên trong và ngoài hội. Tại đại hội phát động, các đại biểu ủng hộ quỹ chương trình Tết vì người nghèo năm 2025. Hôm nay, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Tài chính xanh đối với phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà khoa học từ các trường đại học, học viện và các tổ chức nghiên cứu như Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Học viện Ngân hàng, Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Ban tổ chức đã nhận được hơn 70 bài viết và lựa chọn biên tập được 56 bài viết có chất lượng để đăng trong kỷ yếu hội thảo. Tại hội thảo, các chuyên gia đã trình bày thảo luận về các vấn đề trong tài chính xanh hiện nay, đặc biệt là về những khó khăn cũng như vấn đề mà hoạt động tài chính xanh gặp phải, đó là nền kinh tế xanh toàn cầu hiện nay có tỷ lệ đầu tư vào các dự án phát triển bền vững khá thấp. Bên cạnh đó, các chuyên gia đưa ra các giải pháp phát triển tính chất bền vững nhằm nâng cao độ phủ sóng của tài chính xanh, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, phấn đấu đến năm 2050 cắt giảm khí thải carbon về 0%. Thông qua hội thảo là cầu nối giữa các đơn vị trong và ngoài nước với xu hướng tài chính xanh và phát triển bền vững, thúc đẩy đầu tư các dự án sáng kiến hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời là cơ sở để hướng tới nâng cao khả năng chống chịu, tính thích ứng của nền kinh tế trước những biến đổi. Đến nay, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã có 22 đơn vị thực hiện chuyển tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định. Trong đó, 3 đơn vị tự chủ toàn bộ chi thường xuyên, nhóm 2 gồm Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối và Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên. 17 đơn vị tự chủ một phần chi thường xuyên, nhóm 3 gồm 16 đơn vị đảm bảo mức độ tự chủ từ 30 đến dưới 70% là các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố và một đơn vị đảm bảo mức độ tự chủ từ 10 đến dưới 30% là trung tâm pháp y và giám định y khoa. 2 đơn vị do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên, nhóm 4 gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Mỹ phẩm Thực phẩm tỉnh. Sau khi thực hiện tự chủ về tài chính, các đơn vị đã triển khai hàng loạt giải pháp nhằm tiết kiệm tối đa chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động. Đến nay, điều nhận thấy rõ rệt nhất là thái độ phục vụ bệnh nhân của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập, niềm nở, tận tình, trách nhiệm hơn. Các đơn vị sắp xếp tổ chức bộ máy khoa học hoạt động nội bộ đơn vị đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và công bằng hơn. Là địa phương có diện tích trồng rau màu lớn nhất của huyện Khoái Châu với khoảng 150 ha, hiện các hộ dân tại xã Thuần Hưng đang chủ động khắc phục, chăm bón cũng như làm luống, trồng bổ sung lại các phần diện tích rau màu bị thiệt hại.
có 3 sào hành bị ảnh hưởng thiệt hại trong trận bão lụt vừa qua. Ông Hoàng ở thôn 2 xã Thuần Hưng cùng nhiều người dân đang khẩn trương khắc phục lại phần diện tích cây bị ngập úng. Cây hành đang được giá ở thời điểm hiện tại nên nhiều hộ đã tranh thủ làm luống trong khi đợi thời tiết nắng ráo để gieo lứa hạt hành tiếp theo. Sau bão lụt thì nói chung là chúng tôi đánh hành thì là đánh cái nó thối nhũn, thối luồng đấy, mới cả đúng dọc. Sinh trưởng tốt thì chỉ phân đạm ure thôi, khoảng độ 1 tuần nữa thì mới cải tạo được đất. Bây giờ tất cả là các cái diện tích, bây giờ cây giống là bây giờ phải gieo lại, đấy, để mình vừa trồng là vừa bán. Nhà mình đang khắc phục khoảng đây 1 sào trước mắt, cái chỗ nào là khô trước thì mình làm trước. Xã Thuần Hưng có 150 hecta diện tích trồng rau màu bị thiệt hại bởi trận bão lụt vừa qua. Trong đó một nửa diện tích bị ảnh hưởng là cây rau hành. Địa phương đang tích cực tuyên truyền tới bà con chủ động các biện pháp chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, khắc phục các bệnh trên cây sau ngập úng, đồng thời chủ động trồng bổ sung phần diện tích rau màu bị ảnh hưởng khi thời tiết ủng hộ. Cơn bão số 3 vừa rồi gia đình nhà tôi thiệt hại mất khoảng 3 sào hoa. Thế nay chúng tôi đã dồn lại được khoảng 10% để thu hồi lại vốn và khắc phục lại, phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Chúng tôi cũng tuyên truyền là đợi đất khô, đất ráo, rồi nhân dân mấy phay, mấy trồng thì sẽ đỡ bị thiệt hại hơn. Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão lũ, những hộ trồng hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang đang tập trung dọn dẹp đồng ruộng để tái sản xuất. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng tập trung hướng dẫn, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất để kịp cho vụ hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Trận bão lũ vừa qua, xã Xuân Quan là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên địa bàn huyện Văn Giang với trên 300 hecta hoa cây cảnh bị ngập úng. Phần lớn diện tích này mất trắng, thiệt hại ước tính từ 400 đến 450 tỷ đồng. Hiện nay, cùng với việc rà soát thống kê thiệt hại, đảm bảo vệ sinh các khu dân cư, chính quyền sở tại đang hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, đưa cây con đã chạy được lũ để trồng lại, phối hợp với các đơn vị chuyên cung cấp hạt giống hoa cây cảnh, hỗ trợ giúp bà con nhanh chóng phục hồi sản xuất. Toàn bộ cái hoa cây cảnh mà bà con nhân dân trong cái đợt mưa lũ vừa rồi là di chuyển về nơi an toàn thì hiện nay thì bà con nhân dân đã di chuyển ra đồng ruộng để tiếp tục chăm sóc để phục vụ cho cái vụ hoa từ nay đến Tết Nguyên đán. Thì chúng tôi cũng tập trung quan tâm, liên hệ, phối hợp với các cái đơn vị rồi các cái công ty chuyên cung cấp hạt giống hoa cây cảnh cũng như cây con giống để chuẩn bị cho cái phục vụ cho cái nứa hoa Tết. Trận bão lũ vừa qua cũng đã gây ra thiệt hại rất lớn đến sản xuất nông nghiệp ở huyện Phù Cử. Hiện nay thì khi nước đã rút, bà con nông dân đang nỗ lực khắc phục cây cối, rau màu bị ngập úng. Đây là vườn vải trứng rộng khoảng 6 mẫu của bà Nguyễn Thị Thuận ở thôn Ba Đông, xã Phan Xào Nam. Mưa nhiều, ngập úng, rồi nắng lên đã làm cây vải trứng bị thối rễ, giảm sức sinh trưởng của cây vải. Ước khoảng 70% số cây trong vườn bị thiệt hại. Thời gian này thì tôi mua thuốc kích rễ này. Rồi sau tôi mua thuốc sâu, tôi phun cả cái phần bón lá nảy lọc ấy, xong tôi vơ hết lá bốn quanh ra cho nó sạch, cho nó thoáng. Chúng tôi ước tính thiệt hại để bây giờ khoảng 140 hecta là bị chết. Thế còn những cái diện tích còn lại thì cây cũng đang rất là sinh trưởng rất là kém. Phối hợp cùng với lại xí nghiệp khai thác các công trình thủy lợi là cho bơm nước tiêu ra ngoài để cứu các cái diện tích, các cái cây vải còn sống. Chúng tôi cũng đang có cái sự thống kê thiệt hại của người dân, cũng phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cái giãn nợ, rồi cái không thu lãi cho người dân đến 31 tháng 12. Trong trận ngập lụt vừa rồi, gần 120 hecta diện tích trồng cây rau màu, cây ngắn ngày ở ngoài bãi sông Luộc của xã Tống Chân bị ngập úng và hư hỏng nặng. Ngay sau khi nước rút, người nông dân đang nỗ lực nhổ cây đã úng rễ, thối rễ, tập trung chăm sóc, phục hồi những cây rau màu còn khả năng sinh trưởng. Bước đầu khắc phục thì thôi thì còn cây nào ta chăm sóc, còn lại ta sẽ dặm nó vào. Nhưng chắc chắn hiệu quả kinh tế nó sẽ không cao. Vì chi phí của cây tỏi nó rất lớn, chủ yếu dùng phân LBK mà chủ yếu dùng hữu cơ, rễ nó rất là yếu. Cho nên là thôi thì cũng cố gắng khắc phục. Toàn bộ diện tích mà ảnh hưởng của nhân dân cây rau màu ngoài bãi thì đến bây giờ là Ủy ban nhân xã đã chỉ đạo nhân dân là khắc phục cái hậu quả sau bão, là chằng chống dựng những các cái cây mà bị ngã đổ, thế và tỉa dặm những cái cây đã mất. Thế và đến bây giờ là nhân dân đã tiến hành là khôi phục sản xuất là bình thường. Nông dân là đối tượng chịu thiệt hại nặng nề nhất sau những đợt thiên tai vừa qua. Ước tính có khoảng gần 4.000 hecta diện tích trồng cây ăn quả, trồng lúa, trồng cây rau màu của huyện Phù Cử bị hư hỏng nặng. Hiện người nông dân đang tích cực khôi phục vùng sản xuất, chăm bón cho cây còn khả năng sinh trưởng. Các địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách huyện
Hội Nông dân huyện để hỗ trợ bà con trong việc vay vốn để khôi phục sản xuất. Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều vùng trồng rau màu lớn trên địa bàn tỉnh bị ngập úng và hư hại nặng nề. Ngay sau khi nước rút, nông dân các địa phương, hợp tác xã rau trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã bắt tay ngay vào cải tạo ruộng đất, tích cực xuống giống thêm các lứa rau mới nhằm có nguồn rau cung ứng ra thị trường và giúp gia tăng thu nhập. Nhờ nhanh chóng gieo lại rau màu, chủ động ứng phó với thời tiết bằng cách lên luống cao, che phủ ni lông lưới, nên sau hơn chục ngày mưa bão đi qua, năm sào rau màu của hộ bà Vân ở thôn Đảo Đặng, xã Trung Nghĩa đã lên xanh trở lại. Các cái cây cải nhỏ như cải canh với cả rau muối thì tầm 20 ngày nữa thì bán. Xã Trung Nghĩa là địa phương có diện tích trồng rau màu lớn nhất của thành phố Hưng Yên với khoảng 50 hecta. Mỗi năm gần 400 hộ dân trong xã đã sản xuất và cung cấp ra thị trường hàng trăm tấn rau củ quả. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, địa phương hướng dẫn bà con nông dân chủ động các giải pháp kỹ thuật, dọn sạch tàn dư thực vật, khơi thông dòng chảy để hạn chế cây bị ngập úng. Sau khi gieo xong thì phải làm màn khung màn che, lưới để hy vọng nếu giả sử mà có mưa thì nó cũng đỡ thiệt hại nữa. Những ngày này, Hợp tác xã Nông nghiệp Rau Củ Sạch và Dịch vụ Mạnh Cường ở xã Liên Phương cũng đang chủ động nhiều giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. Với kinh nghiệm hơn 3 năm trồng các loại rau củ quả độc lạ theo hướng hữu cơ như cải ca le, củ cải đỏ, cải chua nona, ớt ngọt Mỹ, nên thời điểm ngay sau bão, Hợp tác xã tập trung cải tạo đồng ruộng trước khi trồng rau. Bị ngập úng thiệt hại thì đúng, nhưng cái vấn đề mà ruộng ngâm nước nó cũng là một biện pháp khử trùng đất rất là tối ưu. Và khi mà ngâm đất xong một thời gian cỏ dại mọc nhiều thì hợp tác xã sẽ tận dụng nó để làm nguồn phân hữu cơ tại ruộng rau. Đó là cái mà hợp tác xã của em đang khắc phục cũng như là tận dụng. Dự báo trong thời gian tới, thời tiết vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Ngành nông nghiệp khuyến cáo các hợp tác xã, bà con nông dân cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, lên luống cao, đảm bảo thoát nước. Song song với đó, nên sử dụng các vật liệu để che chắn mặt luống như ni lông, rơm rạ để đảm bảo sức sống của cây giống. Đặc biệt, thay vì gieo hạt trực tiếp, bà con xã viên nên gieo trong bầu trước, sau đó mới đưa ra ruộng để đảm bảo thời vụ cũng như năng suất. Vừa qua, Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam và Công ty Cổ phần giống cây trồng Mùa Vàng đã trao hạt giống rau cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão. Tổng số hạt rau giống 378 kg gồm các giống rau cải, rau muống, đậu, dưa chuột. Số hạt rau giống này sẽ được phân bổ cho nông dân 6 huyện thành phố, trong đó tập trung chủ yếu ở các địa phương như huyện Ân Thi, Yên Mỹ, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Do ảnh hưởng của bão số 3 và mưa lũ sau bão, toàn tỉnh đã có trên 2.000 hecta rau màu bị thiệt hại. Nhiều vùng rau mất trắng, thông qua sự hỗ trợ sẽ đem đến cơ hội cho người nông dân tiếp cận với những giống mới có sức đề kháng tốt và dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên cho năng suất cao và khôi phục sản xuất sau bão. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận trên 150 ca bệnh sốt xuất huyết. Mặc dù số ca bệnh giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo người dân vẫn không thể chủ quan trước bệnh dịch, bởi trong thời gian tới số ca mắc sốt xuất huyết có thể gia tăng do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển. Các ca bệnh xuất hiện rải rác ở tất cả 10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong đó, một số địa phương có số trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết cao hơn, như huyện Văn Giang 37 ca, huyện Ân Thi 28 ca, huyện Yên Mỹ 15 ca. Trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong. Tuy vậy, thời tiết giao mùa nóng ẩm như hiện nay vẫn là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản, kéo theo nguy cơ bệnh sốt xuất huyết có khả năng phát triển thành dịch. Hơn nữa, đỉnh dịch sốt xuất huyết năm 2023 tại tỉnh Hưng Yên cũng xuất hiện vào tháng 10 và tháng 11, nên các cơ sở y tế địa phương vẫn cần chủ động phương án phòng chống. Trong đó, cách tốt nhất để người dân phòng chống dịch sốt xuất huyết là diệt trừ muỗi Aedes truyền bệnh bằng cách tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm xung quanh nhà, mặc quần áo dày tay và ngủ trong màn kể cả ban ngày. Thời gian qua, nhiều người dân bức xúc trước tình trạng một số thanh niên điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, rú ga, phóng nhanh vượt ẩu, thậm chí là có biểu hiện đua xe tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Tình trạng này không chỉ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của các thanh thiếu niên mà còn đe dọa đến tính mạng cho người tham gia giao thông.
Thời gian gần đây và buổi tối hàng ngày, trên nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh như đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 39, quốc lộ 38B và một số tuyến phố ở thành phố Hưng Yên, thường xuyên xuất hiện các nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy, rú ga, phóng nhanh, lạng lách, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Ghi nhận vào buổi tối 25 tháng 9, tại khu vực quảng trường thành phố Hưng Yên, trong số nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe, phóng nhanh, vượt ẩu, còn có cả các nữ sinh đang trong độ tuổi đến trường. Không chỉ điều khiển xe với tốc độ cao, mà nhiều thanh thiếu niên còn điều khiển xe mô tô không mang biển kiểm soát nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Trong tổng số 429 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh, từ đầu năm đến nay có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các huyện, thị xã, thành phố cần tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng trên.